Xin chào em. Hôm nay, cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C1 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 80. Đề bài như sau này. À, trước khi đọc đề bài câu C1 thì chúng ta cùng đọc cái thí nghiệm này trước đã. Nào. Đặt một gói nhỏ đựng các hạt thuốc tím. Này các em nhìn luôn vào hình 23.2 cho cô nào. Đây các em nhìn thấy chưa? Đây là hình 23.2 này, đây là gói thuốc tím này, thấy chưa? Và vào đáy của một cốc thủy tinh đựng nước. Đáy của một cốc thủy tinh, đây là cốc thủy tinh đựng nước, được chưa? Rồi dùng đèn cồn đun nóng cốc nước ở phía có đặt thuốc tím. Em nhìn thấy đèn cồn chưa? À, đèn cồn, dùng đèn cồn này để đun nóng cái cốc nước này lên, được chưa? Và câu hỏi C1 người ta yêu cầu này. Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới đi hay di chuyển hỗn độn theo mọi phương? Khi các em làm thí nghiệm này, đấy, có gói thuốc tím cho vào một cốc thủy tinh và các em đun lên. Đun lên cái nhiệt kế này để làm gì các em? Có tác dụng gì? À, đo nhiệt độ xem là cái nước ở trong cái cốc thủy tinh này có nóng lên không, đúng không? Khi mà nước nóng lên thì bắt đầu thuốc tím này, à, nó sẽ đi thành dòng. Nếu các em quan sát, nó sẽ đi thành dòng. Nó sẽ đi, ban đầu nó đi từ dưới lên trên rồi nó lại đi từ trên xuống dưới, nó thành một dòng nhất định. Đấy chưa? Chứ không phải nó đi theo mọi phương hỗn độn nhé. Nhưng chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi C1. Đó là nước màu tím. Nước màu tím di chuyển như nào nhỉ? À, di chuyển thành dòng. Từ dưới lên. Từ dưới lên trên. Rồi lại đi từ trên xuống. Cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi C1 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 80.